Xin chào, mình là Bình Bình, hiệu tự phong là đại sứ du lịch Đồng Nai. Hiện tại, mình đang đứng tại ngã ba Vũng Tàu, cửa ngõ quan trọng kết nối 3 tỉnh thành phố lớn nhất nhì trong Nam Bộ. Và với chủ đề Đồng Nai đi đâu chơi gì trong một ngày, thì mình mời mọi người hãy đi theo mình đến thành phố du lịch Sơn Tiên. Đồng Nai mình gọi đây là quốc lộ 51, cách Sài Gòn chỉ 30 phút di chuyển. Đây là địa điểm du lịch đang làm mưa gió, được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2022, chính là thành phố du lịch Sơn Tiên. Mình đứng ở đây cái tự nhiên mình thấy tự hào ghê đó mọi người. Nhìn nè, màu chữ như màu cờ của tụi mình vậy đó. Nói vui chứ nhìn đẹp quá mọi người ha. Chỗ mọi người làm gì có đúng không? Nói thiệt chứ chắc chỉ có Đồng Nai mình mới có con đường đi phố vui chơi mà cây cối trong lành như vậy ha. Và đường vào thì như được băng sân bay vậy đó. Tuy nhiên thì tốc độ cho phép chỉ là 40 km/h thôi nhé cả nhà. Và đặc biệt nhất là Vịnh Kỳ Diệu, địa Amazing Bay, chúng mình gọi là siêu công viên nước nha. Vì nó quá lớn và đạt đến 5 kỷ lục Việt Nam lận. Ở đây mình mua vé xong cái người ta phát cho mình một cái vòng tay vạn năng nha. Chỉ cần quẹt nhẹ là cái cổng thần kỳ này mở ra nè. Quá trời vi diệu đi, đúng là cái vòng vạn năng vậy ha, gọi là Vịnh Kỳ Diệu nên có nhiều cái diệu kỳ lắm nha mọi người. Mọi người có thắc mắc như mình không? Nàng tiên cá ngồi đây biết ở Đen Giang hết thì sao ha. Để tới hỏi thăm động viên chị em với nhau một chút coi. Thoa miếng kem chống nắng cho chị. Trời ơi, ở Đồng Nai tại sao lại xuất hiện phố đi bộ với nhóm nhảy đường phố sớm tụ như thế này? Đây chính là quảng trường thành phố dưới đại dương, náo nhiệt hết sức. À mà mọi người ơi, đến đây mọi người đừng lo chuyện mưa nắng gì nha, vì toàn bộ Vịnh Kỳ Diệu đều có mái che hết nè. Mắc rưỡi hả? Nói cho mọi người biết một tin cực kỳ hấp dẫn nha. Cái trò chơi ngọn sóng mạn mục này chỉ có ở Đồng Nai mình mới có thôi. Trò chơi được nhập từ nước ngoài về là mấy nước sóng đầu tiên ở Đông Nam Á luôn á. Nghe mấy anh cứu hộ nói đây là hai đường trượt khổng lồ nhất và cảm giác mạnh nhất tại Vịnh Kỳ Diệu. Trải nghiệm ngay cảm giác bảo lòng khi qua cơn bão ma thuật và cả mây thần kỳ nha. Nhìn khung cảnh ở đây á, cái bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về luôn á mọi người. Hồi nhỏ ba má sơ hở một cái là ra mấy con suối gần nhà để phá liền à. Nghĩ lại thấy mình báo quá trời, thì giờ cũng báo, nhưng rượu hẳn 500 anh em chiêu trên dòng sông Kỳ Diệu. Ngẫm nghĩ kỹ càng về thanh xuân đầy biến động. Người ta hay nói Đồng Nai mình cái gì cũng có hết đó. Đúng thiệt ha mọi người. Sông núi có nè, đến biển cũng có luôn nè, cát thiệt luôn nè mọi người. Trời ơi gì kia, có sóng thần nữa kìa. Còn chơi gì nữa, hãy chạy ngay đi trên Sơn MTV. Nếu vui chơi mà mệt quá, mọi người có thể trải nghiệm ốc đảo xanh kế bên của tụi mình luôn nha. Nè, cái ốc đảo mình nói nè. Trời ơi, mát rưỡi. Mấy bạn mà ở Sài Gòn á, muốn khám phá ốc đảo này thì đừng có lo lắng gì nha. Vì ở đây, cách trung tâm Sài Gòn chỉ có 30 phút di chuyển nè. Các phòng nghỉ dưỡng á, thì làm biệt lập nè, rất là yên tĩnh luôn. Nhưng mà nói nghe nè, đừng ai ủ mưu vô đây tổ chức đánh bài nha. Đội an ninh giám sát 24/24 á. Hôm nay đại sứ du lịch Bình Bình làm việc tới đây thôi. Nếu mọi người thấy nơi đây thú vị và muốn khám phá thêm điều gì ở đây nữa thì hãy bình luận cho mình biết nha. Bye bye.